Chào cô đi. Chào Ê, chào tiết trời, nói tiếng Anh chứ. Hello, how are you today? How are you today? How are you today? I'm happy. Oh, you're happy, so are you? Happy là hoàng, vô happy nghe đọc đàng hoàng đó. Are you? Nam mà phát âm này đủ rồi. Are you fine today? Yeah. Are you fine today? Yeah. Yes. Yes. Okay. Very good. Okay. So, What did Nam do? What did Linko do today? What did Linko do today? Hôm nay con làm gì? À, học tiếng Anh là gì nhỉ? Học tiếng Anh. Study. Study? You're in study all day? Con học cả ngày à? Okay, so do you remember the knowledge yesterday? Last one. Okay, good. Okay, so did you do the homework? Con làm bài tập về nhà chưa? Okay. Nhưng con quên gửi cho cô hả? Quên gửi cho cô. Là con chưa in. À, con chưa in. Okay. Thì cô sẽ thế bây giờ cô mở bài tập và con sẽ trả lời cho cô nhé. Nhưng là giờ mẹ con in cũng đấu đưa được cho con đâu cô. À, thế hả? À. Okay. Tại mẹ con xây nhà, mẹ con cũng có trong cô quen rồi. À, okay, okay. I got it. Okay. À, thì bây giờ Nam làm cô sẽ... Thứ sáu con mất giờ nghỉ. Sao con? Thứ sáu ngày mai con mất giờ nghỉ rồi. Bao giờ mới được cho con. Thứ sáu ngày mai con mới giờ được. À, thế hả? À? Okay. À, được rồi. Thế con nói luôn đáp án cho cô nhá. Yeah. Đợi cô một chút, cô xem màn hình. Đây à. Nào. Con nhìn được màn hình chưa? Con nhìn được chưa? Con nhìn được chưa nhỉ? Rồi. Ừ, rồi. Thế trả lời cho cô nhá. Nào. Okay. Okay. Nào, trả lời cho cô. Trả lời gì vậy? Nào, bài tập về nhà của con đấy. Bài tập về của con đó. À, từ từ, không phải. Không quên nhầm. Không phải bài tập về nhà của con đúng không? Dạ. Đây không phải bài tập về nhà của con. Bài tập về nhà của con đây. Nhị trò chơi ơi. Ôi con. Con đang bật lên trò chơi. Con thấy nhé. Nào, giờ Nam làm nhá. Con thích cô.
Con nhìn thấy chưa nào? Nhìn thấy chưa con? Con nhìn thấy xe bếp. Nhìn chưa nào? Ok, nào, làm bài tập về nhà cho cô. Bài tập này hả? Ừ, đúng rồi. Bài tập này hôm qua mình làm chưa? Ừ, bài tập hôm qua là bài tập này đấy. Con làm chưa? Yeah, yeah. Số 1 con đã... cô đó. Hả? Cô hôm qua con làm với cô đó. Đâu, con chưa làm với cô mà cô giao về nhà mà. Nào. Mà hôm qua mình làm. Nam chưa làm, Linh Kiều chưa làm bài tập về nhà của cô đúng không? Không, đúng dạ. Nhưng mà hôm qua là con làm với cô đó. Không, con đây là cô giao bài tập về nhà, cô chụp ảnh cho con mà. Cô con đã làm với cô đâu. Nào thì hôm qua học con trai đó. Nào, con làm đi, bây giờ con làm cho cô. Nào, số 1 điền gì? The book out to draw the table. Con điền gì nhỉ? Hả? Con điền gì? Con điền R-U-N-G-G-R. Làm sao con? Con làm bài tập này đó hả? Đúng rồi, đây là bài tập về nhà của con đấy. Con chưa làm ở nhà, thì bây giờ con làm nào. Con viết lên cuốn tập nữa mà. Con chưa viết xong. Con làm chưa nào? Cô hướng dẫn lại nhá. Lần sau Linh không nhớ là bài tập về nhà nha. Ok. Dạ. Đây. Làm chiếc. Con viết lên chữ R. Nào. Nào. Hôm trước, bài hôm trước thì chúng ta đã học về các giới từ đúng không? Chúng ta có các giới từ sau. Đầu tiên là trong, trong chính là in, on. On là trên, under. Bên dưới là under. Nam, nghe này. Con không nghe là con không làm được bài tập đâu. Tiếp này. Chúng ta có từ behind. Đằng sau chính là behind. Near. Gần, đó chính là near. Được chưa? Ok. Thế bây giờ con làm bài cho cô nào. Con đi làm trong nào? Làm câu 1. Where are the books? Những quyển sách đang ở đâu? Con nhìn xem những quyển sách đang ở đâu so với cái bàn. Ở dưới. Quyển sách ở dưới cái bàn. Nhìn lại xem nào. Quyển sách như thế nào so với cái bàn? Ở dưới cái bàn. Sai rồi. Quyển sách cơ mà. Quyển sách ở trên bàn đấy con. Ủa con nhìn thấy. Con mèo ở trong hộp con chó ở trên dưới mà. Yeah. Con chó ở trên dưới cái bàn. Quyển sách ở dưới bàn đó. Quyển sách ở đâu? Ở đâu của chị ở trên bàn? Ở trên bàn. Rồi, con điền giới từ gì? The books are? The books are. Trên là gì con? Con chưa học bài tập. Con chưa in. In. Sai rồi. In là trong. Trên on. Bàn. Dạc on. Trên nào? Tiếp theo. The bag is the ball. Cái cặp này nó như thế nào so với cái quả bóng? Phía sau. Ừ, đúng rồi. Thế thì dùng từ gì? Under. Nhưng mà nó đằng sau, nhưng mà bây giờ nó đang so sánh là cái cặp. Thì cái cặp phải đằng trước quả bóng chứ đúng không? À, sorry, cái cặp phải đằng sau quả bóng đúng không? Cái từ con vừa đấy con đọc là under, under là bên dưới. Còn đây là cái cặp ở đằng sau thì nó phải là behind. Nhớ chưa con? Nhớ chưa? Cái cặp behind. Sau quả bóng là behind. Đọc cho cô nào. The bag is behind the ball. The bag is behind the ball. Ok. Tiếp theo. Số 3. Where are the trees? Những cái cây đang ở đâu? Thì the trees are chấm 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 the house. In. In. Near. Near them.
Near, được chưa? Near. Được chưa? Đọc cho cô. The trees near. Near the house. The tree near the house. Okay, nice. Now, tiếp theo. The cup is dot 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 the desk. Hình số 1 điền từ gì đấy? In. Sai rồi. In ở trong mà con. On. Đúng rồi. On chứ. Cái cốc phải ở trên. Trên. Tiếp nhầm lại là trên cửa sách chứ không phải trên bàn đâu. Được chưa? Tiếp theo. The monkeys are the tree. Những con khỉ đang đứng như thế nào so với cái cây? Dưới bên. Đúng rồi. Near. À. Tiếp theo. Là near. Is in thế nào? Là near. Sai rồi. Quả táo nó phải ở dưới trong bàn. Mà. Ở dưới là gì con? À. Ở dưới là on. Nào, đọc lại cho cô nha. Under. Under. Ok, được rồi. Under. Đọc cho cô nha. The apple is under the table. The apple is under the table. Nào, đọc khả nói nào con. The apple is under the table. The apple is on the table. The table. Okay. Rồi. Được chưa? Nào, chọn đáp án cho cô. The birds eat the tree. Chọn on hay in? On. Chính xác. Đúng rồi. Tiếp theo. À, the boy eat the tree. Chọn on hay behind? Behind. Đúng rồi. Rất tốt. Yeah. The pencil are dot 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 the pencil case chọn in hay on? In. In. Very good. That's tốt. Yeah. The books are the armchair. The. Under. Behind, hả? Em chọn con chọn đáp án gì? Con chỉ được chọn đáp một đáp án thôi. Con chọn đáp án gì? Under. Under, okay. The dog is dot 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 the cat. Chọn gì? Behind. 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 Near. Near. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp theo, the baby is the chair. On. On, on. Okay, very good. Tiếp theo. Okay, rồi, rất là tốt. Ok, lần sau nhớ làm bài tập về nhà nhá. Nhớ chưa? Mẹ con mới ôn đồ. Thế à? Con mới đu con đồ. Con nói là ngày mai mẹ con mới đu con đồ. Đợi con một mà con. Về với sẽ ôn đồ. Hãy dẹp dần. Ok, nào mình học bài hôm nay nhá. Tiếp tục hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục học về preposition là giới từ chưa? Giới từ chỉ vị trí chưa? Ok, nào review lại nào. Hình số 1 là chỉ giới từ gì đây con? Giới từ gì? Con mèo ở đó. Không biết. Con thấy chỉ sẽ biết với mấy đứa nhỏ thôi. Nào, cái mẹ con mèo ở trong cái lọ. Trong là gì? Trong tiếng Anh là gì? Con nói cô đem bọc trang số 4 mà con thấy trang số 1 bà. Thế hả? Con đi vệ sinh nha cô.
Xong chưa con? Xong chưa? Con xong chưa con? Dạ rồi. Nào, mở con lên. Ủa hả? Con mở cam lên. Ok. Con giờ con biết viết được rồi đó. Xem. Tốt. Ok. Nào, học tiếp nha. Nào, hình số 1 là từ gì hả con? Dạ. Hình số 1 là từ gì? In. À. Hình số 2 là từ gì? In. Hình số 2. Đi 2 hả? Sai rồi, ở bên trên mà con. Bên trên tiếng Anh là gì? Trên con không nhớ. Không, là giờ, không phải giờ e chữ r đúng không? Đã thấy không? Là n giờ e r đúng không? Là sao không biết từ này nhỉ? On. Ừ. Chưa. Nhớ chưa con? Nhớ chưa con? Yeah. Nào đọc lại cho cô. On. On. Okay. Tiếp. Từ thứ ba là gì? Thứ ba. U-N-G-E-R đúng không? Đọc là gì? Ấy, con quên này. Con quên An- con ấy. Under. Con nghe là Under. Okay. Under. Okay. Nào, từ tiếp theo là gì? Nhiều là mèo. Phải. Ở dưới là là gì hả con? Dạ. Là gì? Quên nhà. Con chuột ở đằng sau cái hộp thì là gì? Con quên nhà. Nào, chúng ta có từ behind. Đọc cho cô nào. Behind. Okay. Tiếp đi. Near. Behind. Okay. Okay. Nào, mình ôn lại cấu trúc nhá. The structure này. Where is the mouse? Con chuột đang ở đâu? The mouse on the ball. Đúng rồi, the mouse is on the ball. Nào, chúng ta có một cái cấu trúc để chỉ vị trí của một đồ vật, con vật nhá. Nào, cấu trúc này chính là giờ này cộng với danh từ này cộng với y hoặc a. Khi nào dùng y, khi nào dùng a con? Khi nào dùng y, y là chữ 1, còn a là 2, 3, 4. Đúng rồi, a là số nhiều, được chưa? Được chưa nào? Được chưa? Nào, ghi vào vở đi. Con ghi vào vở, bạn viết đi. Ủa, con ghi rõ mà. Con chưa ghi, bài này là bài mới nha. Ủa, bài này bài mới gì? Ừ, bài này bài mới. Nè. À. Nè, between. Ngắm qua đó. À, con ghi y hệt. Con ghi y hệt như thế rồi đúng không? Bởi vì mình đã ôn lại. Ôn lại mình ghi nữa hả? Thế thôi không cần ghi nữa nhá. Con nhớ chưa? Được rồi. Ok. Tiếp nào.
Mình sẽ đến với một phần khác, nhiều từ chỉ vị trí hơn. Từ đầu tiên này, con nhìn thấy quả bóng nó như thế nào so với hai cái hộp này nhỉ? Dạ. Bóng như thế nào so với hai cái hộp? À, cái này có hai cái hộp. Quả bóng như thế nào? Nó ở giữa đúng không? Đúng rồi, chúng ta có từ between. Đó chính là between. Đọc between. 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 Okay. Tiếp theo. Chúng ta có một từ quả bóng nó như thế nào so với cái hộp? Quả bóng thứ hai. Behind. Không phải, bóng ở đằng trước mà, không phải đằng sau đâu. Như nào? Đằng trước câu này. Không phải, mình chưa học, bây giờ mình mới học đúng không? In front of. Chúng ta có từ đằng trước là in front of. In front of. Mình chưa nào, đọc lại cho cô nào, in front of. In front of. Ok, tiếp theo một quả bóng bên, quả bóng thứ ba thì sao? Near. Near, not near. Next to. Là next to, nó ở kế bên cạnh. Đúng chưa? Nghĩa là tiếp theo đấy, next to. Ví dụ ở trong lớp thì Linh Câu đứng tiếp theo bên trên Linh Câu là một bạn nữa. Đúng không? Thì là in front of, nhưng mà bên cạnh next to nghĩa là đến Linh Câu rồi đến cái bạn đấy thì mình sẽ sử dụng từ next to. Con hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Được chưa? Nào. Nào. So next we will come to the structure. New structure today. Nên mình sẽ học về một cái cấu trúc mới ngày hôm nay nhá. Được chưa? Cấu trúc mới. À, tuy nhiên thì cấu trúc nó vẫn thế. Cấu trúc tuy nó là mới nhưng mà cấu trúc nó vẫn thế. Nó vẫn chỉ là giờ, danh từ cộng y hoặc a cộng với giới từ chỉ vị trí và chỉ địa điểm thôi. Tuy nhiên mình sẽ học giới từ mới, đó chính là giới từ between, in front of và next to. Được chưa nào? Next to. Ok. Thế bây giờ con sẽ ghi ba từ này và bỏ cho cô nhá. Ghi theo cô, đợi cô ghi xong đã rồi con ghi. Between. Ở giữa. Tiếp theo in front of. Đây là đằng trước. Và tiếp theo next to. Đây là kế bên tiếp theo. Kế bên cạnh. Được chưa nào? Bây giờ vở đi con. Bây giờ vở. Tại sao được bỏ vô?
Con để gì nè, con có nghe có gì nè, con nhìn lên đây là con biết. Okay. Now, xin cô đọc lại cho cô một lần nữa nhé. Between. 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 Tiếp theo, in front of. Front of. Tiếp theo, next to. Next to. Okay. Now. Tiếp nhá. Okay. So where is the boy? Can I go? Where is the boy? Boy is good. Ow. Okay. Not run. Cô muốn nói đến vị trí của cậu bé này. Cậu bé này như thế nào đây? Ở giữa. Yeah. Nào? On. Sai. Ở giữa cơ mà con, cậu đang ở giữa hai cái nhà ấy chứ. Đúng chưa? Cậu bé này đang ở giữa hai cái nhà ấy chứ. Đúng không? Ở giữa nhà là ở giữa cô vừa dạy là gì đấy? Ở giữa là between, đúng chưa nào? Đúng chưa? Between. Ừ, nào, thế cậu bé ở giữa hai cái nhà sử dụng cấu trúc lúc nãy là gì? Cấu trúc lúc nãy là là gì nhỉ? The boy is danh từ đúng không? Ở giữa là gì? Ở giữa là gì con? Between, để cho nào? Between. To gì? Ở giữa hai cái gì đấy? To the house. Không phải to the house nha. To house. House, được chưa? Nào. À, tiếp theo này. Where is the cat? Con mèo ở đâu? Where is the cat? Con mèo nó như thế nào? Nó như thế nào so với cái cây thông? Đứng bên. Không phải, nó đằng trước. Đằng trước chúng ta có in front of như nào? Vậy thì con mèo ở đằng trước cây thông thì mình sẽ the cat is in front of.
The Christmas tree. The tree. The car is in front of the Christmas tree. Đọc lại cho cô. The car is in front of the tree. Now, the Christmas tree. The Christmas tree. Christmas? Christmas? Christmas tree. Nào, tiếp nhá. Where is the dog? Where is the dog? The dog. Near. Near? Not near. Not near. Đúng rồi, nó là kế bên. Next door. Chính xác, next to. Next door nhá. Next to. Next to the boy. Next to the boy. Đọc lại cho cô. The dog is next to the boy. The dog next to the boy. Okay. Now, practice. Yeah, practice. Okay, con sẽ, cô sẽ cho con 5 phút để con điền vào ba chỗ trống này nhá. 5 phút bắt đầu. Ba trống hả? Ừ, ba chỗ trống này, con điền. Con điền đi. Năm phút rồi nha. Còn 3 phút nữa nha. Thank you.
Xong chưa con? Dạ, sắp xong. Ok, làm nốt đi. Ok, nào cô chữa nha. The boy is the Christmas tree, có điền gì? The boy the điền cái gì vậy? Sao con? Dạ không có gì. Có điền gì? Điền chữ 12 hả ta? Điền chữ 12 á. Có điền gì đó? 12. Nói. Chính xác. Tiếp theo. The chair is the elephant. Cái ghế so với cái á, cái ghế so như thế nào so với cả đối với con voi? Dạ. Cái ghế như thế nào so với con voi? Cái ghế như thế nào với con voi hả? Số 2 con điền gì ấy? Số 2 con điền Liam. Yeah. Next to Liam. Phải. Con để ý cho cô này. Near có nghĩa là gần. To. Ừ, nó phải là có phải là có phải là con voi là tiếp theo con voi chính là cái ghế không? Nghĩa là con voi ở bên cạnh cái ghế không? Đúng không con? Đúng không? Thế vậy thì nó phải là gì? Near là nó là gần thôi. Được chưa? Còn next to nghĩa là ở bên cạnh nhau ấy. Nghĩa là con voi rồi đến cái này rồi đến cái ghế ấy. Con hiểu chưa nào? Hiểu chưa con? Xinh không? Dạ. Con hiểu chưa? Dạ rồi. Ừ. Nói cho cô nhá. Tiếp theo bên cạnh thì phải là next to chú, không phải là here. Chưa? Nào, Xinh Câu đang làm gì đấy? Sao con không trả lời cô? Dạ. Con không trả lời cô. Nào, nhớ cho cô nhá. Next to nghĩa là tiếp theo ấy, là sát bên cạnh ấy, kề bên ấy. Như thế nào? Đợi cô một chút nhá. Em bé là cô đang khóc. Ok, nào số 3 có điền gì đây? Số 3 có điền gì ạ?
Thứ ba con, cái ngôi nhà này như thế nào so với cái so với hai cái cây? Hả? Ở giữa, chính xác rồi, ở giữa con điền gì? Ở giữa con điền gì nhỉ Linh Công? Học rồi đấy. Nào, đọc lại cho cô, between. Between. Ừ, nếu mà con quên thì con cứ nhìn vào vỏ ấy, được chưa? Vỏ mình vừa viết xong ấy. Được chưa? Ở between. Thế lúc nãy con điền, con làm thì con làm, con điền làm gì? Con chú con điền. Con điền hả? Ở đây, thì nhớ nhớ cho cô chưa nào? Thế hôm nay mình học về ba từ nào? Nhắc lại cho cô. Dạ. Between, next to, to, gì nhỉ? Next to and từ từ có cái ba từ ấy là từ nào? In gì nhỉ? In front or nào? In front or thế nào? Con nhớ chưa? Thế nào? Thế hôm nay phải làm về làm bài tập về nhà của cô nhá. Không được không làm không đâu nhá. Được chưa? Yeah. In rồi mang sang cho con nhá. Yeah. Ừ, ok. Thế hôm sau mình sẽ đổi giờ học đúng không? Mẹ bảo với cô là con đi học trung tâm đúng không? Thế nên là mình sẽ đổi giờ học đúng không? Mình sẽ học từ 6 giờ đến 7 giờ đúng không? 6 giờ 6 giờ 45. Đúng chưa con? Yeah. Thế nhớ lịch học để và nhớ lịch học mới nha con nhá. Như nào? Ok, thế hôm nay có gì khó không con? Con muốn hỏi không? Ok, thế nhớ về ôn tập lại cho cô các từ chỉ vị trí và các giới từ. Sau đó làm bài tập về nhà cô gửi nhá. Ok, ok, so it is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye. Goodbye, teacher. Okay, bye. Goodbye. Okay.